đi thôi. Cô định làm gì? Cô nam quả nữ, đêm thanh gió mát, anh nghĩ xem tôi định làm gì? Cô có biết mình đang làm gì không? Bớt nói nhiều, làm việc, anh nên làm đi. Ấy, sao mình lại ngốc vậy chứ? Đức hạnh là thứ quan trọng, mình phải chuồn thôi. Còn chưa chào buổi sáng mà đã định chạy rồi sao? Không không không, tôi không định chuồn đâu. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, bao nhiêu cũng được. Anh đừng qua đây, tôi có chồng rồi. Chồng tôi là người mà anh sẽ phải sợ đấy. Tôi mà gọi điện thoại thì anh xong đời. Alo, vợ sắp cưới của anh đấy à? Chẳng phải anh ngồi xe lăn sao? Tôi là người vừa già vừa xấu đây. Người ta nói trước khi kết hôn không nên gặp nhau. Tôi đi trước đây. Alo, mẹ đã chuyển hết đồ của con đến nhà chồng của con rồi. Cái gì? Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Anh ta cũng không xấu và hung dữ như lời đồn nhở? Lại còn chủ động nữa, tại sao lại cưới mình chứ? Làm gì mà vội vã thế? Anh cũng đẹp trai đấy, không hung dữ như lời đồn. Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Anh đẹp trai như vậy, chắc nhiều người muốn cưới lắm nhỉ? Tôi không ở đây làm phiền nữa. Này, ngày 7 tháng 8 năm 2021, mượn Phạm Nhật Dư 12 tỷ, người mượn Trần Ngọc Đại. Bố tôi làm gì mà mượn anh nhiều tiền thế này? Cô còn muốn bỏ đi nữa không? Anh... như thế này chẳng khác gì mình bị bán đi rồi sao? Lương tháng 20 triệu, một năm là 240 triệu. Nếu mình không ăn uống đi lại, vậy bao giờ mình mới gom đủ tiền trả nợ đây? Phải làm sao bây giờ? Anh muốn làm gì tôi? Quân tử động khẩu không động thủ. Ok, vậy thì động khẩu trước nhá. Làm vợ anh ta có vẻ cũng tốt đấy chứ. Cô ta là ai vậy? Chỉ là một người có khuôn mặt giống Thảo thôi mà. Chúng ta bên nhau 3 năm rồi, tại sao anh lại cưới cô ta? Không phải là vẫn chưa tổ chức đám cưới sao? Ý anh là sao? Chẳng phải 3 năm trước em đã bắt cóc Thảo, bạn gái cũ của anh, uy hiếp công ty nhà cô ấy, lấy hết tất cả thông tin, khiến cho công ty phá sản và bố mẹ cô ấy đã phải tự tử. Vậy anh có thương tiếc cô bạn gái cũ của anh sao? Tất nhiên là không. Chỉ là Nhung có khuôn mặt giống với Thảo,
Biết đâu chúng ta có thể lợi dụng được sự trở lại của Thảo để khiến em không còn bị nghi ngờ về vụ giết người năm đó nữa, tẩy trắng được thanh danh cho em, có phải tốt không? Hơn nữa, việc thu mua lại công ty nào đó không phải vẫn là niềm mong ước trong mấy năm nay của em sao? Đúng vậy, em nhất định phải có được công ty nhà cô ta. Không phải là vì 12 tỷ đó sao? Tôi chỉ là vật thế thân thôi đúng không? Người có tiền như anh sẽ không vì bố tôi nợ anh 12 tỷ mà chịu cưới tôi đâu. Không làm thế thân thì cô nghĩ cả đời này cô sẽ kiếm được 12 tỷ sao? Em về trước đi, chuyện này để anh giải quyết. Tôi nhất định sẽ trả đủ tiền cho anh. Bỏ tôi ra. Đợi anh thêm một chút nữa thôi, đợi anh giải quyết xong hết mọi chuyện. Alo, không cần đợi nữa, mau thu mua toàn bộ cổ phiếu lại cho tôi. Alo, nghe nói là Dương đã thu mua hết cổ phiếu của công ty mà chị định thâu tóm. Cái gì? Tôi đã đợi cơ hội này biết bao nhiêu lâu rồi, tại sao anh ta lại làm thế? Chắc chắn mình bị anh ta lừa rồi. Không phải là vì 12 tỷ đó sao? Tôi chỉ là vật thế thân thôi đúng không? Người có tiền như anh sẽ không vì bố tôi nợ anh 12 tỷ mà chịu cưới tôi đâu. Lẽ nào cô ta chính là Thảo? Năm đó cũng tại chỗ này, tôi nghĩ rằng cô đã chết. Chắc chắn là Dương đã âm thầm cứu cô. Cô nói linh tinh gì vậy? Mau thả tôi ra đi. Cô không nhớ thật hay là cô giả ngu? Cũng đúng, để cứu cô, anh ta đã ngụy trang cho cô thân phận này 3 năm trời, chấp nhận ở bên cạnh tôi lừa dối tôi 3 năm. Để xem lần này anh ta còn kịp đến cứu cô không. Cô, chính cô đã hại chết cả nhà tôi đúng không? Cô nhớ lại rồi đấy à? Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ mà ba mẹ cô đã cướp từ gia đình của tôi thôi. Cô đúng là độc ác. Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô thấy tôi độc ác như thế nào. Yêu cầu tất cả dừng tay, các người đã bị bao vây. Thảo, anh xin lỗi, anh lại đến muộn rồi. Tỉnh lại đi Thảo, tỉnh lại đi. Em tỉnh dậy rồi à? Cũng may là em không bị làm sao. Nếu không cả đời này anh ân hận chết mất. Em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Em có trách anh chuyện đó không? Em biết anh làm tất cả chuyện đó là vì em. Chỉ là làm sao? Chỉ là mấy năm nay em mất hết ký ức về ba mẹ. Tỉnh lại em không còn ba mẹ bên cạnh nữa. Vẫn còn có anh ở đây mà. Từ bây giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em.